Thùy Tiên bị chê hết thời vẫn bỏ xa Trấn Thành Mono, Miss Ren đáng thương trước Miss Universe. Mới đây, bảng xếp hạng BSI Top 10 đã công bố danh sách 10 người ảnh hưởng nổi bật nhất trên mạng xã hội tháng 12 năm 2022, thu hút được sự chú ý. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Sơn Tùng MTP, Ninh Dương Lan Ngọc, Trấn Thành, thì bảng xếp hạng BSI Top 10 người ảnh hưởng nhất tháng 12 năm 2022 còn chào đón Hoa hậu Thùy Tiên. Theo đó, nàng hậu xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng, bỏ xa Ngô Kiến Huy và Trun Phạm. Đáng chú ý, Caris vượt Lê Dương Bảo Lâm vươn lên dẫn đầu, tiếp theo là Sơn Tùng MTP, Cây Trần, Hiếu thứ 2. Như vậy, Thùy Tiên chính là phái đẹp duy nhất của làng giải trí Việt được gọi tên trong bảng xếp hạng này. Có thể thấy, kể từ sau khi đăng quang đến nay, Hoa hậu Thùy Tiên nhận được sự tin tưởng và yêu thương của nhiều khán giả. Năm 2022 vừa qua cũng là năm Thùy Tiên có nhiều dự án thiện nguyện thiết thực, đặc biệt là rục rịch cho chuỗi dự án Tết Hạnh Phúc. Ở tuổi 25, Thùy Tiên đang cố gắng nỗ lực hết sức mình để chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Hồi tháng 10 vừa qua, Thùy Tiên đã chính thức chia tay nhiệm kỳ Miss Grand International 2021 vô cùng rực rỡ. Dù vậy, cô vẫn là cái tên cực kỳ hot mỗi khi xuất hiện. Khán giả có thể dễ dàng thấy gu thời trang ngày càng đỉnh cao và nhan sắc thăng hạng. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến những người yêu mến phải đứng ngồi không yên. Hiện tại, Thùy Tiên đang tất bật chuẩn bị cho những dự án đầu năm mới, hứa hẹn một năm nhiều thay đổi tích cực. Dù đã kết thúc nhiệm kỳ được gần 3 tháng, nhưng Hoa hậu Thùy Tiên vẫn nhận được sự quan tâm yêu mến của đông đảo khán giả. Sau khi hết nhiệm kỳ, nàng hậu có nhiều thời gian để phát triển những dự án cá nhân và càng thu hút sự chú ý của netizen. Đáng chú ý, những bài đăng trên trang cá nhân của Thùy Tiên luôn gây sốt trên mạng xã hội. Trong suốt một tuần nghỉ Tết Nguyên đán, Thùy Tiên đã dành tặng người hâm mộ những bộ hình đẹp hết chỗ chê. Nàng hậu biến hóa với 7749 phong cách, từ ngọt ngào đến cá tính năng động. Đáng chú ý, bài đăng nào của Thùy Tiên cũng đạt gần 100.000 lượt like. Điều này đã chứng minh được sức nóng chưa hạ nhiệt của người đẹp sinh năm 1998. Bình luận của netizen, tội nghiệp chị quá, hết nhiệm kỳ là bị ghẻ lạnh, không ai thèm like. Trên Instagram lượt like còn khủng hơn nữa, ai dám bảo chị hết thời. Lượt tương tác của Thùy Tiên bỏ xa cả hội Miss Grand International luôn. Nhiều người cho rằng, một trong những lý do chính giúp Thùy Tiên giữ được sức hút hiện tại chính là đời tư trong sạch của nàng hậu. Cô phát ngôn rất cẩn thận và không lầm lố trên mạng xã hội. Đặc biệt, dù có lịch trình bận rộn nhưng nàng hậu vẫn dành thời gian cho việc học. Sau khi tốt nghiệp, Thùy Tiên vẫn tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học của Thụy Sĩ. Trong khi đó, dù đã khép lại hơn 3 tháng, song cuộc thi Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 vẫn để lại nhiều dư âm. Theo quan sát mới nhất, lượng người theo dõi Miss Grand International trên Instagram chỉ còn 3,8 triệu, tức đã giảm tới 2,7 triệu sau chung kết vào tháng 10 năm 2022. Trước đó không lâu, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là cuộc thi sắc đẹp sở hữu lượng followers hùng hậu nhất trên Instagram, từng chạm mốc hơn 6,5 triệu vào tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, rất nhiều lượt theo dõi trên Instagram Miss Grand International thực chất là ảo. Khán giả tạo ra nhiều tài khoản chỉ nhằm phục vụ cho những cuộc chiến bình chọn. Đây cũng được xem là chiêu câu follow từ phía Miss Grand International. Sau khi Miss Grand International 2022 khép lại với loạt lùm xùm liên quan đến chủ tịch Nawaz Instagram Reseal và kết quả chung cuộc, lượt theo dõi trên Instagram đã tụt dốc không phanh. Trái ngược với Miss Grand International, lượng người theo dõi Miss Universe trên Instagram lại tăng liên tục, hiện cán mốc 5,7 triệu follower. Đây cũng là cuộc thi sắc đẹp đứng đầu về lượng follower trên Instagram ở hiện tại, cho thấy đẳng cấp khó cuộc thi nào sánh bằng. Ngoài ra, theo thống kê của Social Blast, kênh YouTube của Miss Universe đã có hơn 58 triệu lượt xem trong một tháng qua, đồng thời sở hữu thêm gần 600.000 follower trên nền tảng này.